Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Funo TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 3 tháng 11 năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 3 tháng 1 đảo chiều tăng trở lại trên thị trường thế giới và trong nước. Trong đó giá cà phê Arabica phục hồi tăng mạnh hơn cà phê Robusta. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn tháng 1 năm 2024 đảo chiều tăng 16 USD trên tấn với mức tăng là 0,69%, lên mức giao dịch là 2.328 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, giá cà phê tăng 9 USD trên tấn với mức tăng là 0,4%, lên mức giao dịch là 2.285 USD trên tấn. Các mức tăng vừa phải. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giữa tháng 1 và tháng 3 trên sàn London tương đương với mức giá là 56.900 đồng và 55.800 đồng một kg. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức khá cao trên mức trung bình. Cùng đà tăng với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giữa tháng 12 năm 2023, giá cà phê tăng 5,55 sen với mức tăng là 3,47%, lên mức giao dịch là 165,35 sen trên bao. Trong khi đó, ở kỳ hạn giao tháng 3 năm 2024, giá cà phê tăng 5 sen, lên mức giao dịch là 163,85 sen trên bao. Các mức tăng mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê tăng hôm thứ Năm do tồn kho hiện tại giảm, một yếu tố hỗ trợ giá cà phê. Tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát hôm thứ Năm giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm là 368.100 bao. Trong khi đó, tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát ở mức 3.995 đô vào ngày thứ Năm, cao hơn một chút so với mức thấp kỷ lục là 3.374 đô, được đăng vào ngày 31 tháng 8. Để hỗ trợ cho cà phê Robusta, Tổng cục Hải quan Việt Nam hôm thứ Bảy báo cáo rằng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay, từ tháng 1 đến tháng 9, đã giảm đi 9,5% so với cùng kỳ, xuống 1,313 triệu tấn. Ngoài ra, thu hoạch cà phê của Việt Nam năm nay dự kiến sẽ giảm hơn 7%, xuống 1,67 triệu tấn, vụ mùa nhỏ nhất trong 4 năm. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê phục hồi tăng trở lại với mức tăng nhẹ từ 300 đến 400 đồng trên 1 kg. Sáng nay, giá cà phê trong nước thu mua trong khoảng 57.700 đồng tới 59.500 đồng 1 kg. Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua với mức giá là 57.800 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Di Linh, mức giá là 57.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay thu mua với mức giá 59.300 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 59.100 đồng và 59.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai thu mua với mức giá là 59.000 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Prông ghi nhận quanh mức 58.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, sáng nay thu mua với mức giá 59.200 đồng 1 kg và ở khu vực huyện Đắk Lấp, mức giá là 59.100 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay thu mua quanh mức giá 58.900 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê là 59.200 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 59.400 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay thu mua với mức giá 59.500 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở vùng nguyên liệu với mức giá từ 59.300 đồng tới 59.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê tươi trong nước, sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam ghi nhận ổn định so với ngày hôm qua. Theo đó, các đại lý hiện đang thu mua với mức giá từ 10.800 đồng tới 11.500 đồng 1 kg. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật giá cà phê sáng nay trên kênh Funo TV của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.